Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là MailSwap. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mà tôi làm tắt chatbot nè. Mình sẽ get được 1 triệu token có ký hiệu là MXSwap. Rồi bạn bấm join này đó. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group này. Rồi bạn mới đáp lên nè. Join tiếp kênh seller này. Rồi bạn mới đáp lên nè. Tiếp tục follow tờ Twitter nữa nè. Xin tờ Twitter nè, bạn theo dõi rồi mà. Rồi bạn mới đáp lên nè. Tiếp tục các bạn vút gian mèo của nó nè. Vào đây thì bạn bấm nó vút thôi bạn. Có đăng ký gì không các bạn? Discord không sao, các bạn gì bấm vào một vút thôi các bạn. Rồi bạn nhập vào, tôi không phải là người máy nha các bạn. Rồi, các bạn chụp màn hình lên nha các bạn. Rồi, các bạn bắt đắp lại. Bấm vào submit detail nữa các bạn. Rồi bấm done. Rồi, tiếp tục bạn gỡ đường link profile tại Twitter mình nha các bạn. Rồi, nãy các bạn like về tại Twitter luôn đi các bạn. Like chích nhận về tại Twitter luôn đi. Tăng 5 người bạn luôn đi. Rồi, thì các bạn bắt đắp lên nha các bạn. Mình nhập vào một hồ sơ nè, nhập vào ba cái ảnh cùng nè, để chia sẻ nè. Rồi bạn sẽ giúp liên kết nè, gửi lại cho bot nè. Rồi tiếp tục thì các bạn boot launcher liên boot. Rồi các bạn nhấp vào đây nha các bạn. Ok, mình đã boot rồi. Link liên kết bình chọn, các bạn gửi cho nó bức ảnh các bạn. Rồi tiếp tục mình gửi địa chỉ với bên biên sở mã trên bé 20 trên YouTube Black của tất cả bạn. Rồi các bạn gửi lời vào đây nha tất cả các bạn. Rồi sau đó thì nó hỏi có bạn tweet không thì các bạn bấm set. Follow the wish and the wish bot bấm yes. Rồi các bạn gì bấm vào status nè các bạn. Sau đó thì các bạn gì click link ghép mình chia sẻ trong bè những người thân để kiếm những tôi cần các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.